Hi. Hello. 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 Good evening. Hôm nay là February 14, 2009. Cô Lọ is brushing teeth. Brushing teeth before. Em quay gần quá không thấy gì hết à. Nước nha. Cô Lọ chấm nước nè. Rồi, phật sốt. Yeah, giỏi quá. Cái đó là cô Lọ phải cầm cái cây đó mới dạ được. Chấm muối nè. Rồi, cô Lọ mở miệng ra chờ đang nè. Trời má nó quay cái gì vậy? Quay vô kiếm mà nó quay thẳng vậy à. Chà lẹ lên. Chà lẹ lên. Chà hàm kia nữa. Nãy giờ có một chút xíu mà. Sạch chưa?